lắm 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 con đầu tiên, con đầu tiên gỡ 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 cái này chính này ai trời ơi con ếch con ếch con kìa nè nằm nè ok trời nhảy nè ai trời ơi bác không cho hay luôn trời ếch đây bù tạc chào cả nhà nha. Bữa nay đi bắt ếch nha. Rồi tem của mình bữa nay đi bắt ếch nha cả nhà. Dạ. À, phát hiện con ếch nó leo lên đây rồi nè. Chú ơi. À nha. Ừ. Thủ môn số 1 dí bên kia nha. Lâm. 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 Con đầu tiên, con đầu tiên. Gỡ 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 cái này. Trứng này. Trứng này. Bù tạc hả? Trứng này, có trứng này. Đi bò. Bao cái này ngon hơn. Rồi. Đứng này đi, đứng này, túi này đi. Có trứng rồi anh em ơi. Rồi. Trứng này, trứng này. Con này là con bù tọt chứ không phải con ếch nha cả nhà. Bù tọt hả? Bù tọt. Ấy lụi. Cái con này ông đi mua ở đâu có? Thì bởi vậy. À tôi mua có chứ con này mua không có đâu. Anh Cường. Có này có nhạc đã cầm giùm em. Rồi. Ờ nó đi nó là mốc len kìa. Nào mốc len lắm. Mạnh mạnh không à? Con này hồi nữa về xào dừa. Nút chu cái mỏ luôn. Nó. Ngồi xào dừa nút chung cái mỏ luôn á. Ừ. Cả nhà ơi. Cả nhà ơi. Mập tối nó mập. Trời ơi, cái bù tọt. Đốc. Wow, hay, nó bắt trong cái bệ này, nó không cho hay luôn trời. Trời hay vậy, nó nằm đâu. Bởi vậy nó bắt được mới hay. Hay quá trời ta. Nó mập nè. Vô đi. Trời ơi, nó mập nó nu luôn kìa. Nó mập hơn em nữa. Đang bỏ luôn, ấy vô hồi nhảy sao bắt hết hết. Nhiều quá. Hai con. Bắt hồi đầy cái túi luôn á. Ô tọt này đó tí ơi. Rồi đi tiếp nha. Đi tiếp cả nhà ơi. Lắm. Luôn đâu? Ồ, lớn ăn được rồi. Có nuôi nó ngày nào. Trứng à? Trứng không? Mập luôn nè. Sao biết trứng vậy? Bà còn cái đó cũng là làm được mà hai ly. Đâu? Giấu lên hả? Giấu ếch hay giấu bù tọt? Đá. Thấy chưa? Qua đây dí ngắt rồi, thấy rồi nè. Thấy nó nằm chưa? Có chỉ chưa? Có chỉ không? Có cách nào bò lên không? Bò vô nó nhảy đó. Anh đứng mấy bên kia đi. Sao? Nghe đầu cửa không? Nghe đầu cửa đá mà không? Đó. Cửa đá vô ngang ngửi. Ngay giữa cây, ngay đầu cây thẳng vậy. Ngay giữa cầu đá nữa. Trời ơi, trời ơi. Kìa, gọi qua đi, nhả lên trên nha. Lên trên. Lên trên. Rồi, lên luôn đi. Rồi, anh tính đây nha. Rồi. Rồi. Nằm đó đi. Nó quay đầu lên trên đó. Nó quay đầu lên trên, chừng nó nhảy lên trên đó. Bò gióng gán lên. Ơ vậy đó. Đi đâu vậy?
Đây đâu? Có chỉ điểm cho ông Tài, ông chụp. Thấy không? Bù toán lên đây nè. Nằm nó đây nè. Nè giấu lên nè, thấy không? Nó nằm ở đây nè. Hấp hấp. Đâu rồi? Giấu quần lên đây nè. Nhưng lên đây xong thấy đây. Thôi. Tôi kêu mày lấy đủ thế đi nè, chụp. Không có đâu, cạy cái bằng kìa. Bỏ gì tao kêu. Lấm. Có không? Dính không? Lụm nó không? Dấu lên con gà mà chạy đâu khỏi. Lần đầu tiên bắt dính có bù tọt. Bù tọt ngon hết hồn. Con này đi mua đâu có á. Rồi. Đi tiếp. Ồ, nói chung là xảy rồi, đổ thừa tùm lum hết trơn. Đấy, đưa xuống. Giống hết lên đây hả? Vậy. Nó lên nó nằm đâu đó rồi đó. Thấy chưa? Giấu lên quá trời, giấu lên nhẫm như dịch vậy. năm rồi có cái lon sữa nó nằm chậm đâu đâu bắt ra coi ơi bắt đi trời ơi là bỏ hoài đừng có giảng nghe đâu cái mày nè chắc chưa nè. Đâu? Cái đừng quay cái đó. Đừng bay lên trên đó. Rồi nè. Tao quay đó nha. Đó, rồi. Đâu? Đó. Hay quá, hay quá. Ơ, đâu nó cái lốp. Tưởng đâu mày thuốc tao chứ. Nó dốc cái mà tin ra luôn. Tao hết dấu đâu. Ủa nó bừng lên kìa, dấu bừng lên quá trời luôn ha. Nè nó bừng lên nè. Mình cũng bừng luôn nè. Nè dấu hơn dấu vịt đó nè. Trong lỏng gì ta. Từ từ nó nhảy đó. Nguyên một cái đội quân như vậy mà để nó nhảy lọt là chết luôn. Có không? Trời ơi. Đã phát hiện dấu trong cái bọc đó rồi. Trời. Trời.
Sao thiệt á. Đã phát hiện trong cái bụp nó rồi. Giờ không dính nhảy ra tụt. Tức chết mà. Tức chết thiệt chứ. Ủa nhường qua nhường lại xảy nè. Đâu. Ôi ôi. Trời ơi làm tốt trên kia luôn trời. Vô đi kìa. Vô đây nè. Đi qua nhánh bên kia kìa. Đâu? Trời ơi con ếch. Nó bắt được nó nằm ở kìa. Trời ơi cho con ếch. Trời ơi con ếch kìa. Mày rửa cho sạch cái coi. Trời ơi trời con ếch. Ngồi bên lớn đó con. Trời ơi trời ơi. Con này bự hơn con kia nè. Trời ơi giờ con ếch con kìa. Trời ơi mà đã trời là trời hứng trời. Con ếch này còn hơn nửa ký lô à. Trời ơi cái đồ này trời vậy nè. Thôi bỏ vô đi, mày cầm mày bỏ vô luôn đi. Cái vụ mà lại biết dính rồi đó rồi. Lấy chặt khoai chứ. Cái trúng lỏng rồi. Bỏ chặt khoai luôn, bỏ vô gọng. Bỏ xong vô dưới luôn á. Trời ơi. Trời ơi con quá. Trời ơi con. Má nằm. Lập cái bài tụi quay ra. Cười. Nó nhảy thụ vô mặt luôn. Nó ăn nó mập hơn tôi nữa. Nói xảy anh con phải đựng con này nó ngon quá trời rồi. Còn không? Ôi trời cái này. Đâu? Mà nó ngót nó nằm nữa kìa. Rồi đi tiếp. Rồi. Vô nhà ơi. Có cái nằm trong bụp trong đó không? À thấy bụi tọt. Chết nữa rồi. Ơi cua kẹp nữa rồi. Ơi. Trời. Trời ơi. Ơi chết nữa rồi. Trời ơi. Khoe ơi. Trời ơi. Con này có trứng hả? Bé. Dễ lụm. Trời ơi. Làm chắc bên dễ lụm quá mà. Sướng. Cho nha. Sướng. Nghe nhỏ rồi. Cột kỹ kỹ rồi nha. Dễ gì. Ai nãy là ngon hết hùng. Con này nhỏ hơn con nãy. Đâu, mà đó, con đút con này à. Rồi. Rồi đi tiếp nha. Vô rồi. Nữa hả?
Ủa Toàn hả? Đâu? Chứ nào, chứ nào? Khoe, khoe, khoe cái ơi, khoe cái ơi. Tôi chỉ thôi chứ không chỉ luôn á. Thở đó. Luôn. Bên đây có dấu nữa kìa, nó nằm dưới gốc còng đó, gốc cây đó cho. Đi qua gạch đây nè, gạch đất cùng rồi. Bụt bè nằm đây nè. Lỗ bên đây nè, bụt bè bên đây nè. Trời ơi, bên kia. Rồi. Không có bụt bên kia. Bụt bên kia. Chưa. Có luôn rồi. Gì cái giấy? Nè tới đây nè, tới đây nè. Rồi. Cái gì vậy? Trời vô đó. Nè tới đây luôn nè. Nè thấy không? Có. Gì vậy? Nghe cho nó kìa. Đông bụt kìa. Đó. Mời cả nhà ăn chuối nha. Cây giấy. Có đồng bào đây nè, con cá đi. Nè, tới đây luôn, đi qua đây nè. Nè, nó vô bè một này nè, thấy không, nằm tới luôn nè. Ừ. Rồi đâu? Nè, đâu rồi. Rồi nó đâu? Mày chỉ hay quá, rồi nó đâu? Vô đó rồi đi đâu? Vòng qua, quẹo mấy hồ qua. Trời. Bấm. Dính này, dính này. Nó đang trống cái gì? Dính này, dính này. Nó nghiêng cua rồi. Dính này. Ê, đừng có bóp vậy. Ê, nó nè. Nó nè. Nó nằm đây đâu đây nè. Rồi. Rồi vậy. Gà. Nhảy rồi. Nhảy rồi. Nè, nó nằm nè. Ok. Ê, trời, nhảy rồi. Ê, ai? Xà. Nó rớt cây nè. Ôi, trời, quá rồi. Nó chọc cái trời. Mày bắt con tọt mà mày giật cái con đó. Trời ơi, nó hai con luôn hả? Hai con nhảy chân. Nhảy rồi mới giật đó. Nó mới nhảy bên kia, nhảy qua đó. Con nhỏ hả? Chỗ nhảy lên lên vàng nhả, chỗ nhả. Nó nhảy là tật mấy giờ đó mà. Nhảy tự bên kia, nhảy qua em thấy nhảy qua mà. Con vừa không bự luôn. Con nào xảy mới bự, con nào bắt dính đi hả xíu à? Không có này, không bự. Đi thiệt. Đó. Trời, lên luôn rồi. Mất tiêu rồi. Trời ơi, bác không cho hay luôn trời. Hết đó bù tạc. Trời ơi, đâu vậy? Nó giấu vô đó. Trời ơi. Nằm ở trong cái dưới bọng á. Dưới bọng ngã hả? Ừ. Luôn hai cái lụm đó hả? Cái một. Anh này bác không cho hay luôn rồi. Cái không ăn uống gì trời. Trời. Kỹ kỹ nè mập ơi. Kỹ mập ơi. Ê, còn cái chết kìa. Ở trên những gai rồi lòng mình quá. Cậu có chứ, cái lòng này ít mà có bỏ cái bao luôn á. Cứ nhảy ra vậy. Bỏ cái bao ra đi. Cậu chứ, tôi cái đây lên trên. Rồi, cậu chứ cái này. Cậu cũng dây ra thôi. Quốc đó, hồi đó mở. Vậy đó. Hồi đó cái này. Hồi về tới nhà hỏi cái bao đâu rồi. Hỏi cái bịch ếch đâu rồi, chết luôn. Còn đó. Nó ở lùm đây, nó không ở qua lùm kia. Nó bắt nó không cho hay luôn. Nè, cắp cái vừa. Nó mà nhảy rồi bà nội tôi chọc cái chứ. Nhảy lên nè. Lên.
Bao nhiêu người mà vậy? Bỏ đi, muốn bỏ á. Rồi. Đọc cái gần như lớp rồi ơi. Bỏ đi, bắt. Bỏ đi, bắt được đâu. Bắt nữa. Nè múc. Múc chỉ luôn rồi. Cho nó xảy rằng mình còn năm sau mình còn bắt được nữa chứ. Giờ biết sao mà uống cá không? Nó dính rồi, nó dính rồi, nó làm bộ hỏi đâu đâu á. Có. Nó thấy không? Nó làm màu nó. Nó làm màu, nó làm màu đó không? Ơi. Đâu có, đâu có, giải nó coi. Đây nè, nó vô nó kìa, làm nó kìa. Đâu, đâu. Thấy không? Con nhỏ này, giò cái hả? Đâu. Dạ, hồi, đâu muốn. Mới lên luôn á, từ bên đây nhảy qua đó lên luôn. Đâu. Đâu rồi, mở túi ra coi. Mới lên luôn, lên nhảy nó từ bò vô đó. Đâu, không bỏ đâu, bò nhảy vô bắt. Nhỏ ai bằng giò cái à? Trời ơi. Thấy dấu lên, nó ràng bư, 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 bư. Mấy nó rồi. Là màu à, ngoài này nó hay là màu lắm. Đâu, nhanh. Vô kỹ kỹ coi coi. Thấy rõ ràng. Bỏ con này vô mà con bự nhảy ra là chết luôn á. Chắc nó luôn, xuống dưới nữa. Xuống dưới luôn. Rồi, rồi. Ớt, ớt. Thấy dấu lên đó, mày bư ngay cái gốc đó nữa mà. Mới bắt đầu còn đếm được, chứ giờ hết đếm rồi. Nó nhảy, nó cắn luôn, đau không? Bây giờ hết đếm được luôn à. Thấy dấu rõ ràng. Đâu đâu. Ai ơi, quá. Cái con lỗ không? Lớn không? Tài. 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 Lớn quá. Vô cái lỗ kìa. Nó cái lỗ đó. Có người thọt ba. Tao thọt bên đây. Nó cần gió vậy nè. Thọt má mày ở đây chứ đâu. Đây chứ đâu. Đâu chứ đâu. Đâu chứ luôn á. Đâu chứ. Tao thọt lỗ kia luôn. Thọt lỗ đó. Trời sắc. Trời sắc nữa. Thầy cái dấu mới chát rồi. Rồi vậy đó. Rồi. Hết thời. Rồi chứ này hết qua được hả? Ôi. Rồi. Dính không? Trời ơi. Lá bít quá trời, đi qua không được cả nhà ơi. Cua kẹp nữa rồi. Đâu? Sao leo lên? Sao leo lên? Sao leo lên? Mở túi mập ơi. Trời ơi. Ôi trời. Ôi gõ quá. Rồi nó ngon. Nó ngon rồi kìa. Ừ, con ếch nó ngon rồi kìa. Mập mày trời. Nó ra vô rất lừ luôn á. Ra vô hang hả? Nó ăn ngầm nước rồi, nó không mở nữa đâu. Cái con nó sao lật cái bụng vậy? Mập quá. Chết cái gì vậy? Con nó chết cái gì vậy? Mập. Chết rồi. Con một đoạn nó bị mình nãy bóp mạnh quá nó chết. Đụng. Vô. Hả? Ôi 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 ôi. Rồi chết rồi. Kệ nó đi. Ôi, quá trời à. Nãy giờ bố được bốn ngót nữa à. Ba con không bốn con? Năm con rồi. Năm con, bốn con gì? Năm hết rồi. Quá trời ớt rồi. Rồi đi tiếp. Rồi. Về cả nhà ơi. Được thành quả bữa nay đây. Cái con ếch này, con ếch quá trời con ếch. Được con ếch bụi cọt. Với ốc len. Được 4 năm con ếch gì hết à? 5 con. 1, 2, 3. Và một đống lá cách. 4, 5. 5 con. 5, 5 con ếch hả? Với mớ ếch. Với mớ ếch. Cái. Đây. Cá chục con bụi cọt à ha? Mẹ đấy. Nè bỏ túi đi về bỏ vô. Rồi còn thằng nữa đâu? Trời ơi trời. Thiệt là tin chứ. Còn thằng nữa đâu? Tiếp tục thôi. Rồi về cả nhà ơi. Tiếp tục chưa? Rồi hẹn cả nhà clip tiếp theo nha.